Chiến thắng 3-1 trước Valencia ở vòng đấu vừa rồi tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha chắc hẳn phần nào đã làm nguôi ngoai những thất vọng mà Barcelona đã gây ra khi để thua hai trận liên tiếp trước đó. Đáng nói hơn khi trong chiến thắng vừa rồi của đội bóng xứ Catalan cũng đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng của tài năng trẻ Ansu Fati, từ đó tạo ra niềm tin lớn và những kết quả tích cực tiếp theo. Sự trông đợi ấy sẽ đến ngay tới đây khi thầy trò huấn viên Ronald Koeman sẽ có cuộc chạm trán với Dynamo Kiev ở lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Sau hai thất bại liên tiếp và phải đứng cuối tại bảng E, tình hình cạnh tranh bé đi tiếp của Barcelona đang trở nên hết sức khó khăn và một chiến thắng ở lượt trận tới đây sẽ giúp họ lấy lại hy vọng. Với thực lực được đánh giá cao hơn hẳn, chiến thắng là điều mà Barca hoàn toàn có thể làm được. Bên cạnh đó với lợi thế sân nhà, niềm tin cũng được củng cố cho họ khi biết rằng ngoài việc không phải di chuyển ngay sau trận đấu cuối tuần trước, bản thân thành tích của họ tại Nou Camp thời gian vừa rồi cũng rất tích cực với 4 chiến thắng và một trận hòa sau 6 trận. Về phía đối diện, tình hình của Dynamo Kiev cũng không phải quá nổi bật hơn là bao so với đội bóng xứ Catalan. Lúc này sau hai lượt trận, họ cũng mới chỉ giành được một điểm và đang dậm chân ở tận vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Ở hiện tại dù có phong độ khá tốt khi xa nhà khi thắng 3 qua 4 trận gần đây, thế nhưng đó là các trận đấu ở sân chơi quốc nội nên khó để đánh giá. Bên cạnh đó, lịch sử cũng đã chứng minh thành tích khi viếng thăm nâu căm của Dynamo Kiev trước đó cũng không thực sự tốt. Cụ thể ở 4 trận gần đây họ đã thua tới 3. Chính vì vậy mà sẽ rất khó để hy vọng vào đại diện Ukraina ở trận đấu tới, kể cả ít nhất là khả năng tạo ra những khó khăn cho đại diện của Tây Ban Nha. Trên sàn giao dịch châu Á, việc nhà cái xếp Barcelona ở kèo chấp 1 3 phần 4 cùng điểm ăn thấp cũng đã cho thấy đánh giá cao hơn cho họ ở cuộc đội sức này. Rõ ràng trong bối cảnh mà bản thân đã gây thất vọng ở những lượt trận đã qua cùng việc vị thế đã suy giảm nhiều sau mùa giải vừa rồi. Việc họ vẫn chấp sâu như vậy là rất tích cực, vì thế mà đây vẫn được xem như lựa chọn đáng trông đợi hơn ở trận đấu tới. Ở cả bàn thắng dù đang tràn đầy niềm tin và hàng công sau sự trở lại của Asufati, thế nhưng rất khó để Barcelona chơi bùng nổ ở trận đấu này khi việc cần điểm sẽ khiến họ phải thận trọng hơn. Với Dynamo Kiev cũng tương tự như vậy, bên cạnh đó việc tỷ lệ cũng được niêm yết ở mức 3 1, 4 phần tư của nếm man thấp cho cửa sỉu, cũng phản ánh đặc điểm đó vì vậy mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn. Trong khi đó tại bảng F một tên tuổi khác sẽ ra sân ở loạt trận ngày hôm nay đó là Man United. Hiện tại sau hai đợt trận họ mới chỉ giành được 3 điểm và đứng tận vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên khoảng cách với đội dẫn đầu chỉ là một điểm và đội đứng thứ hai chỉ kém hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận thứ ba tới đây với việc sẽ chạm trán với chính đội bóng đang dẫn đầu, quỷ đạo thành Manchester đang có cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên thì với tình hình hiện tại thật khó để đặt niềm tin cho thầy trò huấn viên Solskjaer khi phong độ của họ là hết sức bất ổn. Cụ thể năm trận vừa rồi đã thua tới 3 và chỉ thắng một. Bên cạnh đó dù được chơi trên sân nhà nhưng việc mới chỉ thắng một còn lại đã thua hai và hòa một ở bốn trận gần nhất cũng khiến độ linh thiêng của Old Trafford suy giảm. Trái lại ở phía bên kia chiến tuyến những gì mà đại diện nước Ý đang thể hiện ở thời điểm hiện tại được đánh giá là tích cực hơn nhiều. Cụ thể về mặt phong độ chung họ đã thắng tới 4 và để thua một ở sáu trận gần nhất. Đáng lưu ý hơn chính là thành tích thi đấu xa nhà tốt khi bất bại cả bốn trận vừa rồi. Trong đó có trận hòa hai đều trên sân của đội bóng mạnh khác ở bảng đấu này là Villarreal ở lượt trận mở màn. Tuy nhiên dù bất lợi như vậy nhưng Man United vẫn có được sự tự tin. Điều đó đến từ cái duyên khi tiếp đón các vị khách ý thời gian gần đây. Cụ thể ở 9 lần chính thức tiếp đón gần nhất họ đã thắng tới 7 và chỉ để thua một. Hơn nữa dù có phần bất lợi về chuyên môn nhưng trên sàn giao dịch châu Á nhà cái vẫn xếp họ ở kèo chấp lên tới 3 phần tư. Xét trong bối cảnh đang gây thất vọng như hiện tại mức kèo này là chấp nhận được. Cũng vì thế mà hy vọng cho thầy trò huấn luyện viên Sky ở trận đấu tới là vẫn có. Trên phương diện tổng bàn thắng với việc sẽ chạm trán với đội bóng có xu hướng chơi tấn công phóng khoáng, khả năng Man United sẽ cùng đối thủ tạo ra kịch bản bùng nổ nhất là trong bối cảnh khao khát chiến thắng như hiện tại là rất lớn. Tuy nhiên trên thị trường nhà cái lại chỉ đưa ra mức kèo không không ấn tượng là 3 1/4, lại có điểm ăn thấp cho cửa xỉu, vì vậy mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn.